Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Các bạn, chào các bạn. Alo, 1, 2, 3, 4, các bạn đã gặp được chưa? Các bạn đã thấy chưa? À, chào các bạn, rất là tuyệt vời. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái chương trình live stream là 10 cách để mình biến mình, để tránh mình không phải là nạn nhân. À, và các bạn thấy hôm nay mình live stream hơi bị trễ. Bởi vì hôm nay mình mới đứng lớp về, và như mấy bữa thì mình không ăn tối, mình live stream luôn. Thì hôm nay mình mới vừa ăn tối xong, về đói bụng quá mới ăn tối xong, và bây giờ mình mới live stream chia sẻ bạn cái chủ đề này. Ok, bây giờ chúng ta làm quen nhau đi, chào hỏi nhau đi các bạn. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống, và để chúng ta tương tác, chúng ta làm quen với nhau, để chúng ta biết nhau, tương tác với nhau. À, giờ này là cũng khuya rồi đúng không? Hơn 10 giờ rồi. Nhưng mà hồi nãy mình đi về, đứng lớp về tới nhà 9 rưỡi rồi, mình mới vừa ăn cơm xong, nhìn đồng hồ thấy cũng khuya rồi. Nhưng mà ok, không thành vấn đề, cứ live stream thôi. Bạn nào còn thức thì chúng ta xem thôi, không thành vấn đề lắm. Nên là đã cam kết là chúng ta live stream thôi. Ok, vậy thì ngay bây giờ các bạn giới thiệu về họ tên của mình đi. Và lần đầu tiên, nếu mà ai mà lần đầu tiên biết nhau thì các bạn cũng làm quen với mình, chúng ta tương tác với nhau, lần đầu tiên chúng ta biết nhau để chúng ta làm quen với nhau. Các bạn nào ở vùng miền nào thì các bạn comment xuống mình ở vùng miền đó. À, và các bạn chia sẻ cái livestream về. Đúng rồi, buổi tối rất là năng lượng các bạn chia sẻ cái livestream về nhà các bạn đi, để chúng ta cùng nhau có được nhiều người vào xem. Bây giờ mới có 40 người à, 100 người các bạn chia sẻ lên, 100 người là mình sẽ nói vào cái chủ đề chính liền. À, chào bạn Đạt Trần, vâng, chào bạn Nữ Hoàng, ok, chào bạn mình bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống và các bạn nói lần đầu tiên biết mình. Chào bạn Hà Dương, ok, và chào bạn Lê Hoàng Nghiêm ở Cần Thơ, ok. Các bạn đang kinh doanh lĩnh vực gì thì các bạn comment xuống các bạn kinh doanh lĩnh vực gì luôn, để cho mình biết mình đang theo dõi trên cái máy tính của mình nữa. À, để chúng ta cùng nhau tương tác với nhau. À, buổi tối như này là mình biết là phần lớn là các bạn đã ngủ rồi, nhưng mà không sao, ai còn thức thì chúng ta cứ xem live stream thôi. À, và tối hôm nay mình chia sẻ bạn chủ đề là 10 cách để chúng ta không phải biến mình là trở thành một nạn nhân. À, chào bạn Đoàn Anh Tuấn. À, bạn ở Hải Phòng rất là tuyệt vời, vừa rồi mình có đi Hải Phòng á bạn Tuấn. Chào bạn Ngọc Nga, em ở Quy Nhơn nè thầy. Ô, bạn ở Quy Nhơn rất là tuyệt vời, chúng ta biết mọi. À, bạn Lê Sen thì ở Bình Dương. Ok. Bạn Đạt Trăng thì bạn đang ở đâu vậy? Bạn Hà Dương, em kinh doanh mỹ phẩm online, bạn đang ở đâu? Ok, hello. Bạn Đinh Tâm, ok, giới thiệu đi. Và các bạn làm sao để chúng ta tăng lên được 100 người? À, bây giờ mình thấy được 53 bạn rồi. Mỗi người góp tay một chút xíu, mời bạn bè một chút xíu, sẽ tăng lên 100 người. Và mình sẽ chia sẻ liền cái chủ đề tối hôm qua. Các bạn thấy hôm qua chúng ta chia sẻ chủ đề gì các bạn nhớ không ạ? À, 10 cách để chúng ta gạt bỏ cái rào cản của chúng ta đi. Và tối hôm nay chúng ta chia sẻ 10 cách biến mình trở thành một nạn nhân. Nếu mà các bạn trở thành nạn nhân của cuộc đời mình thì các bạn thấy nó vô cùng hoang phí. À, cái cuộc đời của chúng ta sinh ra nó vô cùng hoang phí. Thầy Duy là thánh năng lượng cho người khác. Ok, cảm ơn bạn Cầu Lê. À, bạn Phạm Hồng Minh Quân, em đang đi du học bên Hàn. Wow, có bạn đi du học bên Hàn luôn. Bạn Thỏ Ngọc, ok, bạn ở Gia Lai, ok. Em làm kinh doanh nghề sách là sao chưa hiểu em. À, bạn Ngọc Phúc cho thuê máy photocopy, ok, ở thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn mỗi người chia sẻ một chút xíu và chúng ta sẽ lên nhanh chóng lên 100 người. Bạn Lê Hương, ok, chào em. Và nhanh chóng lên 100 người thì sau đó mình sẽ nói vào chương trình chính liền. Bạn Hoàng Đông Minh, anh Duy khỏe không? Em là Hoàng ở Nghĩa Phú làm cơ khí. Ok. À, cảm ơn bạn Hoàng. À, bạn ở cùng quê với mình. Ok, rất là tuyệt vời. À, các bạn chia sẻ và nhanh lên để chúng ta lên 100 người. Và khi các bạn đủ 100 người, 60 người rồi. À, bây giờ chúng ta 60 người rồi. Bây giờ mình di chuyển sang cái chỗ khác đã. 60 người rồi, rất là tuyệt vời. À, cái lượng người xem càng ngày càng tăng lên. À, các bạn rất là tuyệt vời. Ok, vậy thì tối nay bây giờ thôi mình chia sẻ vào chủ đề chính luôn. Và vừa chia sẻ các bạn vừa tăng lên ha. Các bạn sẵn sàng để mình chia sẻ vào chủ đề chính chưa? Sẵn sàng rồi thì các bạn comment xuống, bạn nói là sẵn sàng rồi, ok chưa?
mình đang chỉnh để mình có cái thế ngồi cho nó thoải mái một chút xíu. Ok, rồi. Vậy thì 10 cách để biến mình không trở thành nạn nhân. Thì bạn Hoàng Lê Nhâm, bạn làm bên phát hành sách của công ty Phai Ha Sa. Ok, sách của mình rất là nhiều. Sách của mình cũng đi qua Phai Ha Sa đó. Bạn Đạt Trần, em ở Cà Mau, em là học sinh phổ thông năm cuối. Ok, mới học sinh phổ thông mà em đi xem mấy chương trình của mình là em định hướng khởi nghiệp đúng không? Định hướng làm kinh doanh đúng không? Ok, bạn sẵn sàng rồi thì bây giờ bắt đầu. Cái thứ nhất, để chúng ta không trở thành nạn nhân. Ok chưa? Thì cái thứ nhất các bạn ghi vào. Nếu các bạn nào không có tài liệu ghi vào thì các bạn comment ngay xuống ở dưới này. Bạn Phúc lâu quá rồi mới gặp em. Bạn Phúc, ok chưa? Thứ nhất là chúng ta cần có cái bản kế hoạch rõ ràng. Đúng rồi bạn Vũ Thị Hoa, hôm nay mình mới vừa đi đứng lớp về mà. Đáng lẽ tối hôm nay nghỉ nhưng mà nghỉ đi nghỉ lại. Vừa ăn tối xong là quyết định lơ liền. Cái thứ nhất, chúng ta cần có cho mình một cái bản kế hoạch ghi vào. Cần có cho mình một cái bản kế hoạch rõ ràng. Tình bình thường mà nếu mà chúng ta không có một cái bản kế hoạch rõ ràng thì chúng ta trở thành nạn nhân của người khác. Chúng ta trở thành nạn nhân trong chính cái bẫy mà chúng ta tạo ra. Wow, bây giờ lên 82 người rồi, các bạn rất là tuyệt vời. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì nhớ comment xuống nha. Ok, chào bạn Toản, rất là tuyệt vời em. Chúng ta cần có cho mình một cái bản kế hoạch rất là rõ ràng. Ok chưa? Nếu các bạn không có bản kế hoạch rõ ràng thì phần lớn là chúng ta luôn ở cái thế bị động, luôn ở cái thế xử lý tình huống và chúng ta trở thành một cái nạn nhân không đáng có. Một bí mật cho các bạn, cái bản kế hoạch nó không bao giờ nó chính xác. Bạn hình dung cho những cái số liệu mà chúng ta ghi trong bản kế hoạch đó nó không bao giờ chính xác, nhưng mà chúng ta phải luôn có cái bản kế hoạch bởi vì nó định hướng. Mình ví dụ, nếu bạn muốn đi ra Nha Trang mà chưa bao giờ bạn ra Nha Trang mà bạn không có cái bản kế hoạch là chúng ta đi Nha Trang mấy ngày, chúng ta dự trù kinh phí nó là bao nhiêu, chúng ta dự trù đi những cái điểm nào, tham quan cái gì, thì rõ ràng chúng ta không khéo chúng ta trở thành một cái nhà nạn nhân trong cái vấn đề đó. Các bạn hình dung ra cái chỗ này chưa? Nó là chúng ta, nhưng mà các bạn nên nhớ như này, kế hoạch có nhiều người cứ sai lầm. Cái kế hoạch là chúng ta vẫn cứ lập, tuy nhiên nó không bao giờ. Bạn Mimi đã biết anh lâu rồi. Bạn Mimi nói là đã biết anh lâu rồi mà giờ mới nghe nói. Vâng, cảm ơn bạn Mimi, rất là tuyệt vời. Bạn biết mình qua cái con đường nào? Ok chưa? Và bây giờ chúng ta gần 100 người rồi, hân hô các bạn. Chính cái sự đóng góp của bạn mà bây giờ chúng ta mới lên 100 người. Và bây giờ các bạn chia sẻ đi nữa. Nếu các bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn chia sẻ. Để gì vậy? Để về nhà các bạn lưu lại để các bạn nhớ. Các bạn nhớ để các bạn sau này các bạn xem lại là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có nhiều người họ xem được cái đoạn video này thì họ sẽ cảm ơn các bạn. Đó là lý do mà chúng ta cần phải chia sẻ, chúng ta phải gieo cái hạt tốt đi. Mọi người chia sẻ, chúng ta góp bước, chúng ta sẽ đi rất là nhanh. Tôi đang kinh doanh sữa Alpha. Tôi muốn có một cái bản kế hoạch. Ok, đó là bản kế hoạch kinh doanh. Bạn muốn có cái bản kế hoạch kinh doanh thì bạn đến cái lớp của mình nha, bạn Vinh nhé. Ok chưa? Rồi. Vậy thì chúng ta cần có một cái bản kế hoạch rất là rõ ràng. Tuy nhiên, thường thường á, mọi người làm việc đó là không có cái bản kế hoạch. Rồi chúng ta không, cái bản kế hoạch nó như là một cái bản đồ mà chúng ta vẽ ra một cái bức tranh trước. Mình ví dụ nè. Mỗi lần mà mình đưa đoàn đi Singapore, mình không phải là hướng dẫn viên nha, năm nào mình cũng đưa đoàn đi Singapore. Thì nó như thế nào ạ? Mình luôn lên một cái bản kế hoạch rất là rõ ràng. Các bạn biết năm nào mình cũng dẫn, như năm vừa rồi là mình dẫn 42 bạn, năm nay mình dẫn 50 bạn mà cứ một mình thôi. Trong đoàn là gần như 90% là lần đầu tiên đi nước ngoài và không biết ngoại ngữ luôn. Tuy nhiên mình luôn lên một cái bản kế hoạch rất là rõ ràng. Và 50 bạn đó đi với mình và không bao giờ bị lạc. Và nếu có bị lạc thì sao ạ? Họ sẽ biết cái cách phản ứng nó như thế nào để họ quay được về nhà. Và mình dẫn các bạn từ năm 2010 đến giờ, năm nào mình cũng dẫn ít nhất là một đoàn hết. Và các bạn nó như thế nào ạ? Các bạn phản ứng rất là tốt. Và bởi vì mình có cái bản kế hoạch rất là rõ ràng. Bạn hôn vô chưa? Mình bản kế hoạch là mấy giờ tập trung ở sân bay. Mình có bản kế hoạch rất là rõ ràng là 50 bạn nó được chia làm mấy đội, bạn nào là đội đội trưởng. Ok chưa? Họ phải tắc kè những cái gì. Qua
làm thủ tục sân bay xong rồi thì làm khi qua bến xin một mình 50 người làm sao mình quản lý kịp. Tuy nhiên mình có một cái bản kế rõ ràng và mình triển khai xuống gì xuống các bạn nhóm trưởng kia và tất cả các bạn nhóm trưởng đó đều gì đều follow theo cái bản kế hoạch đó và chúng ta cùng làm thôi. Và khi qua được cái thủ tục hải quan Singapore rồi thì mình cho chơi một cái game là cùng nhau tìm về gì ngay cái địa chỉ khách sạn, đi bằng tàu điện ngầm. Các bạn lần đầu tiên các bạn cũng đi tàu điện ngầm đâu, chưa bao giờ các bạn đi xin, nhưng mà tất cả cùng tìm về được cái gì cái khu khách sạn ở hết. Đó là bởi vì mình có các bạn có anh rõ ràng nên mình lường trước hết. Nếu bạn nào đi trật thì cái cách nào họ đi về, nếu mà bạn nào đi sớm thì họ về sớm nó là bao nhiêu. Nên là có cái bản cách rất là rõ ràng thì chúng ta không trở thành nạn nhân, chúng ta điều hành cái hạt nó rất là ngọt. Đầu mỗi năm các bạn có lập cái bản kế hoạch kinh doanh cho mình không? Các bạn có lập bản kế hoạch kinh doanh cho mình không? Nếu bạn nào mà không lập bản kế hoạch kinh doanh cho mình thì làm sao các bạn kinh doanh được? Và mỗi tháng các bạn có cái kế hoạch trong tháng đó không? Còn nếu các bạn đi làm công thì bạn có cái kế hoạch nào để phát triển kỹ năng của mình, phát triển cái chuyên môn của mình, phát triển cái kiến thức của mình, phát triển kinh nghiệm của mình để các bạn phát triển không? Nếu các bạn mà không có bản kế hoạch rõ ràng thì làm sao mà cái cuộc đời các bạn nó thay đổi được? Nó là những người mà không có bản kế hoạch rõ ràng thì những người đó họ không biết ngày mai họ sẽ làm cái gì, ngày mốt họ sẽ làm cái gì, ngày nọ họ sẽ làm gì. Chào bạn Thúy Lành, thầy ơi em muốn đọc sách thầy, thầy tư vấn cho em đọc cuốn nào trước? Ok, hiện tại mình có 3 cuốn. Cuốn thứ nhất là cuốn sách Vượt Biển Lớn, cuốn thứ hai là cuốn Mỗi Ngày Một Chút Thôi, và quyển thứ ba là Beyond the Way thì nó là quyển tiếng Anh rồi. Nên là em mua một lúc 2 cuốn luôn nha em. Muốn mua thì comment xuống là em muốn mua cho mình số điện thoại, ngày mai các em nó giao về tặng nhà các bạn luôn. Giao tới nơi rồi mới thu tiền. Và mình sẽ ép các bạn nào mà có 2 quyển sách rồi thì mình sẽ ép các bạn vào một cái group riêng, và cái group đó mình chia sẻ đặc biệt hơn. Còn cái đây là cái chương trình mà mình chia sẻ cái kiến thức phát triển bản thân. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Em tìm đọc sách thầy, em nghe like của thầy để lấy lại lửa kinh doanh. Sách thầy viết rất là tuyệt vời. Ok, bạn Nguyễn Như Phúc, cảm ơn em rất là nhiều. Lâu quá không có gặp em. Nếu được thì em đi học lại đi Như Phúc rồi. Đi học lại mấy cái lớp rồi. Em học rồi thì em cứ em đăng ký em đi học lại. Không có đóng phí nữa đâu mà sợ Phúc rồi. Hãy nên quay lại và để mình renew lại. Mình tái đào tạo lại cái con người của mình. Mình làm cho đầu óc chúng ta nó thông thái ra. Thì tự nhiên cái việc kinh doanh nó mới tốt bạn Như Phúc rồi. Ok cho em chia sẻ về để mai em xem chúc thầy buổi tối đầy năng lượng. Vâng, bạn Nguyễn Nhu rất là tuyệt vời, em có cái suy nghĩ rất là tuyệt vời đó bạn Nguyễn Nhu. Ok chưa? Vậy thì chúng ta cần phải có cho mình cái bản kế hoạch rất là rõ ràng. Các bạn comment xuống có bản kế hoạch rõ ràng. Ok chưa? Ghi comment xuống đi, cần có bản kế hoạch rõ ràng. Em chào thầy, chúc thầy viên sức khỏe. Ok chưa? Chào bạn Phong, hay quá. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Hay quá thầy ơi. Ok, rất là tuyệt vời. Cái thứ hai là chúng ta cần phải chấp nhận rủi ro. Cái thứ hai, để chúng ta không phải biến thành nạn nhân thì chúng ta cần phải chấp nhận rủi ro. Không phải là cái gì chúng ta làm cũng được hết, không phải là cái gì là chúng ta làm là nó ngon hết. Cái này là một cái mà rất là nhiều người bạn Nguyễn Mạnh Thiện, thầy năng lượng quá, vừa gặp thầy trên Bi, bây giờ về live stream rồi. Ok, rất là tuyệt vời. Bạn Nguyễn Mạnh Thiện là bên màn cửa Akana, bạn là người sáng lập ra màn cửa Akana. Bạn đi từ bàn tay trắng lên và bạn mới vừa ở với mình trong cái group BBBot 13 và bây giờ bạn cũng lên bạn xem livestream với mình. Bạn Thiện là một trong những cái người mà bạn trẻ rất là tài năng, bạn rất là ý chí, bạn quyết tâm. Bạn nào mà làm quen được với bạn Thiện, các bạn thấy có bạn Thiện đang online, các bạn hãy làm quen với bạn Thiện, kết nối với bạn Thiện, các bạn sẽ học được rất là nhiều điều hay từ bạn Thiện. Cả hai vợ chồng bạn Thiện luôn, cả vợ của bạn Thiện là bạn Như Quỳnh luôn. Cả hai bạn rất là tuyệt vời. Hai bạn còn rất là trẻ, mới có 26 tuổi thôi mà sở hữu công ty riêng và các bạn kinh doanh rất là tuyệt vời. Ok, nên các bạn ở trên Facebook các bạn thấy các bạn với bạn Thiện đi. Ok chưa? Anh ơi, để nghĩ anh vào chủ đề anh, đề nghị anh vào chủ đề. Ok, mình nói như mình vừa làm là mình vừa tương tác nha bạn nghe Hoàng. Ok chưa? Nếu mà bạn nôn nóng quá thì bạn phải chấp nhận thôi.
À, mình vừa nói, mình vừa tương tác với mọi người. Ok không? Bạn ơi, nghe Hồng ơi. À. Ok, các bạn sẵn sàng chưa? À, sẵn sàng rồi thì các bạn comment xuống, bạn sẵn sàng. À, ok chưa? Chào bạn Phạm Quyền, chào bạn Như Phúc. Ok, bạn tham gia vào lại lớp học đi. Mình dành một phút để mình quảng cáo về mình nha các bạn ơi. À, mình tên là Nguyễn Thái Duy và năm nay mình 42 tuổi. À, mình là người miền Trung. Mình vào Sài Gòn này 20 mấy năm rồi và hiện tại mình là người sở hữu vườn ươm nhân dân B-Training. Mình thành lập năm 2009 và hiện tại mình là tác giả của những cái quyển sách sau. Ok chưa? Quyển sách thứ nhất. À, ok chưa? Sao cái máy nó bị vấn đề rồi? Ok. Mình sẽ đang xem cái máy đây. Nó đang bị cái gì rồi? Ok. Sao kỳ lạ ta? Ok. Máy nó bị cái gì rồi? Ok. À, mình là tác giả của những quyển sách sau. Ok chưa? Thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, à, Cách Khởi Nghiệp Từ Nam Xu. Cái hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi. À, và cái thứ ba là Bì Danh Đồ Quay. Ok chưa? Bạn nào mà sở hữu hai cái quyển sách này ở khắp mặt nước thì nó như thế nào à? À, bên mình sẽ gửi đến bạn đến tận nhà. Và cái quyển sách này dành cho những bạn muốn ra khởi nghiệp, làm chủ doanh nghiệp và ra làm kinh doanh và muốn thay đổi cuộc sống của mình. Ok chưa? À, và mình sẽ add các bạn vào một group. Bạn nào mà sơ qua quyển sách thì mình add các bạn vào một cái group mà mình chỉ sẽ chia sẻ về kinh doanh chuyên sâu hơn. À, nên là các bạn tranh thủ đi. À, trong thời gian này mình đang có những cái ưu đãi đó nên các bạn tranh thủ. Muốn mua sách thì comment xuống là em muốn mua sách. Ok chưa? Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, và mình đã bắt đầu vào chương trình tiếp. Ok chưa? Chúng ta phải chấp nhận rủi ro. Nếu những người mà không chấp nhận rủi ro thì họ là những người rủi ro nhất. Các bạn ghi đi. Người nào thầy cứ nói gì cũng được, thầy ơi nghe hay quá, ok, cảm ơn bạn Nguyễn Văn Vĩ. Nếu người nào mà không chấp nhận rủi ro, người đó là rủi ro nhất. Ok chưa? Vì sao ạ? Vì nếu bạn không chấp nhận rủi ro thì bạn không học được những cái bài học đó. Làm gì có cái chuyện mà chúng ta làm là được liền. À, không có cái chuyện đó. Ok, bạn Thúy Lành, ngày mai sẽ gửi các bạn ra Đà Nẵng. Cảm ơn em rất là nhiều, em đã có quyết định rất là sáng suốt. Ok chưa? Ngày mai sách sẽ gửi em ra Đà Nẵng. À, em đang mong cuốn bán hàng online khoảng 2 tháng nữa mới có em. À, vậy thì chúng ta tập trung vào. Ok chưa? Chúng ta phải có ai mà làm cái gì cũng thắng bao giờ. À, để một người cầu thủ mà họ đá trái bàn thắng đó là họ phải gì? Họ luyện rất là nhiều và họ chấp nhận rủi ro rất là nhiều. Họ lúc trước đó họ đã dở rất là nhiều thì lúc đó chúng ta mới thắng được. Nếu mà làm cái gì mà cứ đòi chắc ăn xong thì chúng ta không thể làm được. Đặc biệt các bạn nào muốn ra làm chủ thì các bạn phải chấp nhận một cái điều nó như vậy nè. À, người làm chủ là phải có tính cách gì ạ? À? Phải có tính cách rất là đặc biệt, các bạn ghi vào. Phải có tính cách rất là đặc biệt là tính cách gì ạ? À? Dám làm những việc không đảm bảo mà chúng ta vẫn dám làm thì cái người đó mới ra làm chủ và mới ra làm kênh doa được. Còn người nào mà chờ gì ạ? À? Chờ mà có sự đảm bảo mới làm thì tất cả người đó chỉ đi làm công cho người khác thôi. Những người đó không làm lãnh đạo được. Những người làm lãnh đạo là những người phải chấp nhận rủi ro đó. Khi chúng ta ra chúng ta mở công ty, chúng ta không đảm bảo gì chúng ta mở công ty thắng hết. Bạn hình dung ra là chúng ta không đảm bảo gì mở công ty thắng hết. Tuy nhiên chúng ta chỉ có một niềm tin rằng chúng ta ra mở là phải thắng. Tức là họ tin họ phải thắng. Còn cái ông nào mà cứ đòi an toàn, các bạn thấy cái mấy bạn đi làm công à? À, tới phỏng vấn công ty đòi mức lương bao nhiêu, phải đảm bảo mức lương đó thì tôi mới làm. Tất cả những người đó là đi làm công, họ không bao giờ họ làm kinh doanh. Họ chờ mọi thứ an toàn rồi họ mới làm. Thì họ chỉ là người đi làm công thôi, họ không thể làm kinh doanh được. Người làm kinh doanh là người chấp nhận gì ạ? Làm đến cùng, làm cho bằng được, làm không được thì làm cho bằng được. Và họ tự tin rằng họ làm được cái việc đó. Ok chưa? Các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời thì các bạn comment xuống, các bạn nói điều này rất là tuyệt vời. À, các bạn comment xuống, các bạn điều này rất là tuyệt vời. À, các bạn xem livestream mình, các bạn vừa xem, các bạn vừa comment vào thì mình thấy các bạn comment mình mới năng lượng. Các bạn ngồi các bạn xem không à, thì làm sao mà năng lượng được. À, ok chưa? À, bạn Tuấn Đoàn, cảm ơn bạn rất là nhiều. À, bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống và các bạn nói là lần đầu tiên biết mình. À, bạn nào chưa chia sẻ cái livestream mình về nhà các bạn thì các bạn chia sẻ đi. Các bạn không chia sẻ thì sau này các bạn quên mất làm sao. À, nên là qua cơ hội này sẵn sàng chúng ta làm quen với nhau. Nên là chúng ta cần phải chấp nhận rủi ro. Làm gì có cái vụ mà
Mà cái việc gì nó cũng đúng. Các bạn biết không? Để mình làm được như này ngày hôm nay này, mình sai lầm rất là nhiều lần rồi. Mình té rất là nhiều lần rồi. Các bạn biết khi mình vào Sài Gòn này, rồi mình vào công ty mình làm cứ mấy tháng là rồi mình ra mình đi bán nước mắm. Ok chưa? Lúc đầu các bạn biết 3 tháng đầu mình bán nước mắm có được đâu. Người ta cứ chê nước mắm Cam Ranh mày dở lắm, nước mắm Cam Ranh của mày dở lắm. Người ta nói nước mắm Phú Quốc. À thì hồi đó mình như thế nào à? À mình cũng chê người ta lại mà nói nước mắm Phú Quốc dở lắm, nước mắm Cam Ranh ngon. Thế là hai người cãi lộn nhau. Các bạn chưa, mình với khách hàng cãi lộn nhau. À, và mình với khách hàng cãi lộn nhau thì nó như thế nào à? Đi bán hàng mà đi cãi lộn với khách hàng, các bạn thấy nó vô lý không? À, nhưng mà về nó như thế nào à? Về hết mấy ngày sau mình mới ngộ ra, và sau đây mình không đi cãi với khách hàng nữa. Ai lại đi bán hàng cãi khách hàng? Mình đã từng bị sai lầm rất là nhiều lần rồi. Các bạn chưa, và chính vì cái sự sai lầm nhiều lần đó mình mới rút kinh nghiệm, và khi mình rút kinh nghiệm được thì sau này mình học hỏi thì cái khả năng giao tiếp mình nó tốt hơn. À, phải chấp nhận rủi ro thì mới ra làm kinh doanh được, phải chấp nhận rủi ro thì mới bán hàng được, phải chấp nhận rủi ro thì mới làm lãnh đạo được. Còn ông nào mà đợi cái gì chắc ăn mới làm được thì cái ông đó làm sao mà làm kinh doanh được. Ok chưa bạn? Tuấn Anh mà nói là vượt biển lớn đọc rất hay đấy đấy thầy. Ok, em phải đọc cái quyển mỗi ngày một chút thôi nữa, cái quyển mỗi ngày một chút thôi còn hay hơn cả quyển vượt biển lớn nữa. Em anh dung ra điều này này là chưa, buồn ngủ quá, dắt tai phone vô nghe rồi hai mắt lên diêm thầy ơi, rất là tuyệt vời. Em ngủ sớm quá, giờ này mình còn live stream em phải lo ngủ rồi. Ok rồi, cái thứ ba vậy thì các bạn nào tóm tắt lại đi, thứ nhất là gì, thứ hai là gì, và bây giờ là thứ ba. Ok chưa? Hồi nãy thứ hai mình nói về cái gì? À, ok chưa? Bây giờ là thứ ba. Ok, thứ ba nè. À, luôn là người tử tế. Ok chưa? Thứ ba, hãy luôn luôn là người tử tế. Mình ra kinh doanh cũng vậy, mình cũng phải luôn là người tử tế. Ở đây mình không nói là người có đạo đức nha. Cái từ đạo đức nó nặng lắm, mình không có nói nha. À, mình không có khuyên các bạn là người có đạo đức đâu nha. À, cái từ đạo đức này nó nặng lắm, mình không có dám khuyên đâu. À, mình chỉ gửi lời thăm bạn là hãy cố gắng sống gì ạ, một cách rất là tử tế. Dĩ nhiên không phải là mình nói các bạn ở đây là mình bây giờ là người quá tử tế rồi, không phải. Ý ở đây mình nói là chúng ta hãy mỗi ngày cố gắng sống tử tế. Bạn hình dung chưa? À, còn mình không có quan tâm gì ạ, là mình không có nói cái phạm trù đạo đức. Cái phạm trù đạo đức nó nặng lắm. Và mình, các bạn đừng cứ nghĩ rằng là mình là người quá tử tế rồi. Mình nói có những lúc mình cũng sai lầm, có những lúc mình cũng không có tử tế đâu. Nhưng luôn nỗ lực mỗi ngày sống tử tế. Bạn hình dung chưa? Đó, và tử tế với ai à? Tử tế với người thân của mình, tử tế với ai? Tử tế với bạn bè của mình, tử tế với ai à? Tử tế với thầy cô của mình, tử tế với ai à? Tử tế với khách hàng của mình, tử tế đối với ai à? Tử tế với nhân viên của mình. Mình cũng rất là tự hào, mình luôn có một cái tâm niệm đó. Trong một cái khả năng nào đó, mình ráng cố gắng mình tử tế. Và ai đó họ không hài lòng thì mình cũng bỏ tay thôi. Mình cứ quan điểm rằng hãy sống hết mình với cái việc đó, hãy làm hết mình với việc đó, còn mọi việc còn lại để Chúa lo. Ok chưa? Để Chúa lo. Tại vì sao ạ? Chúng ta không kiểm soát được cái đầu của người ta. Chúng ta chỉ chấp nhận gì ạ? Chỉ vấn đề gì ạ? Chỉ làm hết mình thôi. Ok chưa? Các bạn thấy bình thường mình đứng lớp, học viên của mình là rất là đông, một lớp là khoảng 80 bạn, 70 bạn, rất là đông. Mà vậy thì cái vấn đề nó ở như thế nào ạ? Mình cố gắng mình làm hết mình thôi, mình chia sẻ với các bạn hết mình thôi. Và mình biết ở trong lớp đó là mình cố gắng mình làm hết mình thôi. Mình cố gắng tử tế, mình cố gắng làm trong cái khả năng của mình. Rồi khi ra khỏi lớp, các bạn nào thích mình thì các bạn cảm ơn mình. Các bạn nào thích mình, quý mình thì họ tương tác với mình. Còn các bạn nào không thích mình, họ ghét mình, họ đi ra ngoài, họ nói xấu với mình, đó là việc của họ, việc còn lại là Chúa lo. Bạn hình dung chưa? Chứ làm sao mà chúng ta đi kiểm soát cái đầu của người khác được? Chúng ta không có cơ hội để chúng ta kiểm soát cái đầu của người khác. Bạn nhận ra điều này chưa? Cứ làm hết mình, việc còn lại để Chúa lo. Ok chưa? Nên là cứ như vậy mà chúng ta làm. Chứ hãy luôn tâm niệm là chúng ta làm một người gì? Tử tế. Đừng có lúc nào cũng ngờ ngờ vực vực, rồi làm ăn không lo làm ăn, mà chúng ta suy nghĩ méo mó. Nó là chúng ta như thế nào?
chúng ta sẽ lo lắng hoài, và khi chúng ta lo lắng hoài thì chúng ta rất là khó để làm ăn, nên chúng ta cố gắng tử tế trong một cái chừng mực nào đó. Ok chưa? Ở đây không có nói phạm trù đạo đức, phạm trù đạo đức nó nặng lắm, mình không có muốn nói. Mình muốn dâng ra làm kinh doanh là phải suy nghĩ một cách rất là tử tế, làm ăn một cách rất là tử tế. Ok chưa? Và hãy cố gắng điều đó, nỗ lực hết mình trong khả năng có thể. Và đừng bao giờ tự xưng mình là người tử tế, mình cũng không phải là người tử tế. Mình ráng cố gắng để mình sống tử tế thôi. Bạn hình dung ra điều này 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 chưa? Và mình muốn tâm niệm rằng là gì? Là trong cái gì đó, nỗ lực gì đó chúng ta cố gắng mà chúng ta lo thôi. Ok, vậy là cái vừa rồi mình chia sẻ bạn cái điều thứ ba. Điều thứ nhất là gì các bạn ghi vào cho mình xem ạ. Điều thứ hai là gì các bạn ghi vào? Và điều thứ ba là cái gì các bạn ghi vào? Tại sao các bạn không ghi vào? Các bạn ghi vào, các bạn comment lên này thì mình thấy các bạn comment, mình mới năng lượng, rồi mình lại chia sẻ tiếp. Mình thấy các bạn Phạm Quyền nè, hồi nãy giờ là bạn rất là năng nổ, bạn ghi liên tục. Còn các bạn khác đâu? Rồi bạn không ghi, rồi bạn cứ ghi comment chưa? Bạn cứ comment chưa? Bạn Phạm Quyền làm rất là tuyệt vời, còn các bạn khác sao các bạn không comment gì hết? Bạn Quỳnh BB, ok bây giờ em mới ghi vào. Các bạn hãy liên tục các bạn ghi vào để mình khi mình nhìn thấy các bạn ghi vào thì mình mới năng lượng, và mình năng lượng mình mới chia sẻ các bạn. Các bạn ghi vào, các bạn nốt vào, các bạn ghi comment dưới này. Em nhớ tốt thầy ơi, nhớ tốt cũng phải ghi vào để mình thấy các bạn ghi vào thì mình năng lượng, rồi những người vào sau họ thấy các bạn vào sau, các bạn thấy rồi các bạn còn nhớ nữa. Có mình một mình bạn Phạm Quỳ ghi à, các bạn khác sau các bạn không nốt xuống, comment xuống. Ok. Hồi nãy giờ mình comment các bạn có học được cái điều gì hay không? Các bạn học được gì hay thì các bạn nói là các bạn học được những điều hay. Các bạn ghi vào để mình nhớ vào. Ok chưa? Vậy là vừa rồi là cái điều thứ ba. Điều thứ tư là luôn gì ạ? Luôn sử dụng những cái mô hình có sẵn. Ok chưa? Công thức là 80-20. 80% là chúng ta sử dụng những cái mô hình có sẵn. Mà nó đã chứng minh hiệu quả và thành công rồi, ghi vào. Và các bạn Châm Bùi nè, các bạn rất là tuyệt vời, bạn Nguyễn Văn Ý cũng là tuyệt vời. Còn các bạn khác sao các bạn không ghi vào? Bạn Nguyễn Hồng Minh sao các bạn không ghi vào? Bạn ghi vào đi. Bạn Phong làm bạn hiệu, ok, chúng ta nốt vào. Ok, chào bạn Võ Minh Đức ở Gia Lai, ok chưa? Thầy rất là tuyệt vời. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Lập kế hoạch, chấp nhận rủi ro, ok chưa? Cái thư tiếp theo là cái gì Chúng ta sử dụng những cái mô thức có sẵn. 80% là chúng ta sử dụng những cái mô thức thành công có sẵn, và 20% là chúng ta mới sử dụng cái mới, cái tự tìm tòi, cái tự nghiên cứu. Nhiều bạn mới ra đời mà cái gì cũng đòi tự nghiên cứu. Ok, thì các bạn thấy như nào? Các bạn rất là rủi ro, và các bạn rất là dễ sai sót, và các bạn làm đi làm hoài, các bạn làm không được, và thế là các bạn nản. Ok chưa? Và thế là các bạn trở thành nạn nhân của những cái gì của những cái việc thử nghiệm sai, sai đi sai lại nhiều lần. Ok chưa? Nó có những cái mô thức, những công thức nó đã có sẵn rồi, tại sao chúng ta không sử dụng? Chúng ta cứ áp dụng nguyên lý 80-20. 80% là chúng ta sử dụng những cái nguyên lý có sẵn để chúng ta làm đi. Các bạn nào mà học các chương trình của mình mà ra khởi nghiệp là ngay giai đoạn đầu mình luôn yêu cầu các bạn là làm y chang như mình, tại vì cái mô thức của mình đã được chứng minh rồi. Làm y chang như mình. Ông nào mà làm tầm 7 làm mình ghét mấy cái ông đó là mình nói thôi khỏi làm đi. Hey, chào thời gian em buồn ngủ lắm lim dim nhưng mà chia sẻ quý báu nên em phải ráng mở mắt. Đúng rồi, bạn Lê Liên nói chính xác. Ok chưa? Các bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống, các bạn làm quen với mình. Các bạn nào mà buồn ngủ thì chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn rồi ngủ đi, rồi sáng mai mở lại xem. Bạn nào mà chưa biết mình thì comment với mình, làm quen mình. Cái ông nào mà mới ra khởi nghiệp là phải đi theo cái plan của mình và làm y chang cái plan của mình. Cái ông nào mà làm sáng tạo là mình ghét lắm, tại vì những cái người mà mới ngày đầu mà đã sáng tạo làm lâu lắm, mấy người đó làm lâu lắm, sai lơ tay xuống, té lên té xuống rất là nhiều. Nó là phải làm theo cái mô thức y chang vậy đó. Và sau khi mà các bạn làm được rồi đó, các bạn thành công rồi đó, thì các bạn như thế nào? Các bạn như thế nào? Các bạn
hãy sử dụng cái công thức 20% sáng tạo vô, ok chưa? Thì như vậy tự nhiên chúng ta đi rất là nhanh và nó rất là nhẹ nhàng. Bạn Phải Quyền rất là vui biết em. Em hãy mua 2 quyển sách của mình đọc đi nha. Bây giờ comment xuống mua 2 quyển sách của mình để cho số điện thoại, ngày mai sách giao về nhà em luôn, ở tại khắp mọi miền đất nước luôn. Đọc đi để mà biết, để mà ra làm kinh doanh. Em biết rồi, là em biết thầy lâu rồi thầy ơi. Em biết thầy lâu rồi thầy. Ok bạn Hoa Dương, ok biết mình lâu rồi thì tuyệt vời. Bạn Phong Phạm, thầy còn chịu khó chia sẻ cho các bạn chịu khó xem các bạn ơi. Ok, mình mới vừa đi đứng lớp về này, 9:30, từ chiều tới giờ là mình đứng lớp. 9:30 mình mới vừa về tới nhà, tranh thủ ăn cơm, đúng 10 giờ là lên mình live stream cho các bạn. Nào dự kiến là không có live stream, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thôi ok live stream, bởi vì còn nhiều cái quá mà, nên là chúng ta mình mới live stream cho các bạn để các bạn ghi vào, các bạn nốt vào. Bạn Phạm Quyền, em mua sách chưa? Em đọc sách rồi thôi, em mua sách chưa thì em comment xuống em mua sách đi, cho số điện thoại, sách sẽ giao về tới nhà. Bạn Phạm Quyền ơi, còn suy nghĩ cái gì nữa, quyết định nhanh gọn lẹ, quyết định một cách nhẹ như tơ hồng để chúng ta còn quyết định khác. Em phải xem chứ, tuyệt vời quá. Ok, vậy thì chúng ta phải sử dụng những cái mô sức có sẵn để gì ạ? Để chúng ta đi nhanh hơn, dễ dàng hơn, tiến về phía trước lẹ hơn. Rồi sau đó chúng ta có tiền rồi, có bạn rồi, có đội ngũ rồi, thì chúng ta sáng tạo. Các bạn hình dung chưa? Bây giờ là chúng ta cứ làm theo mô thức của người khác thì nó lẹ và nó nhanh hơn, nó đơn giản hơn nhiều. Ok, vậy là vừa rồi mình chia sẻ tới cái thứ gì ạ? Cái thứ mấy rồi? Cái thứ tư rồi. Bây giờ cái thứ năm, các bạn ghi vào cái thứ năm. Cái thứ năm là đừng có gì ạ? Đừng có trách mình, đừng có dằn vặt bản thân mình nhiều quá. Ok chưa? Các bạn đừng có dằn vặt bản thân của mình nhiều quá, đừng có trách mình nhiều quá. Ok chưa? Có nhiều người á, họ ân hận vì việc cũ họ đã làm, họ ân hận. Các bạn làm như vậy, các bạn trở thành nạn nhân của cái sự sai trái. Các bạn làm như vậy, các bạn trở thành nạn nhân của sự đau đớn. Các bạn làm như vậy, các bạn trở thành nạn nhân của sự thất bại. Ok chưa? Các bạn làm như vậy, các bạn trở thành cái cuộc đời của bạn là một cuộc đời của người nạn dân. Các bạn thấy, các bạn gặp đầy những người họ ra ngoài, họ rên rỉ, họ than thở, họ đủ thứ hết. Thì đừng có dằn vặt bản thân của mình. Ok, nếu có mắc sai lầm thì chúng ta xem đó là cái kinh nghiệm, xem đó là cái bài học, và chúng ta rút kinh nghiệm và chúng ta tiến về phía trước, chúng ta đi về phía trước. Các bạn biết hồi kia mình đầy những cái sai lầm, cái sai lầm đầu tiên của mình rất là tai hại, đó là mình ra khởi nghiệp, mình mở cái xưởng gỗ, ok chưa, và mình làm ăn không có thành công, và mình bán luôn cả đất đai của mình, tiền bạc mà làm được mình bán hết, và chừng cuối cùng mình ra nhà trọ mình ở. Các bạn biết cái sai lầm đó, năm 25-26 tuổi là mình đã bán đất đai rồi. Các bạn biết mình có tiền, mình mua đất rất là sớm, nhưng mà chừng cuối cùng mình bán đất đai rồi. Các bạn chưa, lúc đầu mình cũng trách móc mình, mình cũng vùi dập mình lắm, mình nghĩ là mình bất lực, tại sao mình thua người khác. Nhưng mà mình càng làm như vậy, mình trở thành nạn nhân, và mình phải tiến lên phía trước. Và khi mình xem lại thì mình thấy có những điều mình chưa biết, còn nhiều điều mình chưa biết quá, rồi mình yếu kỹ năng gì, và thế là mình đi học hỏi. Ok chưa? Chào bạn Lưu Quốc Việt, cảm ơn bạn rất là nhiều. Mình học hỏi, mình khắc phục. Nguyên nhân của chúng ta thất bại là chúng ta thiếu kiến thức, ghi vô. Nguyên nhân của những thất bại là thiếu kiến thức, ghi vô. Thiếu kỹ năng, ghi vô. Thiếu kinh nghiệm, chúng ta thiếu 3 cái chữ K đó. Thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng, thiếu kinh nghiệm là nguyên nhân dẫn chúng ta đến thất bại. Ok, chào bạn Minh Tân. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Rất vui làm quen với bạn, tức lần đầu tiên bạn xem live stream của mình hả? Và mình bắt đầu, tại sao các bạn thấy mấy ngày nay nè, các bạn thấy nghe mấy người tiền ảo, các bạn biết tiền ảo không? Tiền ảo, tiền điện tử, các bạn thấy nhiều người mất tiền không? Mấy người đó thứ nhất là họ tham, các bạn ghi chữ đi. Khi chúng ta tham thì sẽ dẫn đến chúng ta mất tiền. Khi chúng ta mất nhiều tiền thì chúng ta chỉ hai vấn đề thôi, một là quá tham, hai là quá ngu. Ok chưa? Chỉ rớt vào hai cái đó thôi mà nó dẫn đến chúng ta mất tiền. Cái thằng nào nó quá tham là nó cũng sẽ mất tiền, mà thằng nào nó ngu là nó thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng, nó cũng mất tiền. Các bạn nhìn giống chưa? Mấy ngày nay tại sao họ mất tiền ảo?
toàn bộ mấy người đó là tham kinh khủng. Họ chưa hiểu cái đồng tiền nó là cái gì, họ chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực đó. Họ nghe người ta hứa hẹn lãi là nhiều là họ chu vô và thế là họ làm cho họ mất rất là nhiều tiền. Ok chưa? Cái các bạn nhận chưa? Nó là đừng có dằn vặt bản thân mình, đừng có trách móc mình nhiều quá, rồi chừng cuối cùng nó như thế nào cuối cùng không học hỏi được cái gì hết, và không học hỏi được cái gì hết, và cứ dằn vặt bản thân mình rồi cuối cùng chúng ta cũng thất bại thôi. Các bạn chưa? Nó là hãy hỏi xem mình đang thiếu kỹ năng gì, mình đang thiếu kiến thức gì, mình đang thiếu kinh nghiệm gì, và chúng ta học hỏi. Bạn nào muốn ra kinh doanh thành công thì rất là đơn giản thôi, bạn hãy mua những quyển sách của mình các bạn đọc, và các bạn thường xuyên livestream của mình. Và các bạn nào ở Sài Gòn, ở Bình Dương, ở Đồng Nai thì hãy đến lớp học của mình. Tối mai mình có cái lớp học làm chủ doanh nghiệp chia sẻ miễn phí cho các bạn luôn. Mình chia sẻ từ 18 giờ cho tới 21 giờ tại địa chỉ 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Ok chưa? Và bạn nào mà muốn học thì các bạn gọi cái số hotline 0937939598. Các bạn sẽ gặp nhân viên của mình, và các bạn nhân viên của mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học miễn phí 100%. Bạn có đóng cái tiền học phí nào đâu mà bạn lo. Ok chưa? Và bạn nào mà muốn gì muốn biết thêm nữa thì các bạn như thế nào? Các bạn mua cái quyển sách này, các bạn mà đọc cái quyển thứ nhất là do mình viết, Vượt Biển Lớn, Cách Đi Lên Của Người Khởi Nghiệp Từng Năm Xu. Quyển thứ hai, Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Ok chưa? Và quyển thứ ba, Bì Dân Đầu Quay, là quyển của nước ngoài. Ok chưa? Vậy thì các bạn mua đi, mình sẽ gửi đến các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và như thế nào mình sẽ ép các bạn vào một cái group, và trong đó mình sẽ chia sẻ kinh doanh sâu hơn. Bạn hợp quà tri ân ở gần sát em, tại sao em không đi học đi? Ok chưa? Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ tới cái thứ mấy rồi? Cái thứ năm rồi. Cái thứ nhất là gì các bạn ghi vào? Cái thứ hai là gì các bạn ghi vào? Cái thứ ba là gì các bạn ghi vào? Cái thứ tư là gì các bạn đi vào? Không có ở Hà Nội đâu em. Em mua sách của mình về em đọc đi. Mình chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Ở thành phố Hồ Chí Minh mình làm còn không hết, đi đâu cho nó mệt. Ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều lắm. Rồi, cái thứ sáu ghi vào: luôn tin vào chính mình, luôn tin vào chính bản thân của mình. Người nào mà không tin vào chính bản thân của mình, người nào luôn trách móc mình, người nào không tin mình làm được, thì vô hình trong những người đó họ trở thành nạn nhân của chính cuộc đời của họ. Đừng bao giờ mà chê bai mình. Bạn mà không tin bạn thì ai mà tin bạn? Bước đầu tiên là bạn ok. Bạn ok rồi thì mọi thứ chung quanh nó mới ok. Bạn không ok, mọi thứ chung quanh nó không ok. Bạn là người có vấn đề nên bạn nhìn đâu bạn cũng thấy vấn đề. Bạn là người không hạnh phúc thì bạn nhìn đâu bạn cũng cảm giác nó không hạnh phúc. Bạn là người không biết yêu thương thì bạn nhìn đâu bạn cũng thấy không có sự yêu thương. Bạn hôm đó bạn đi vào một cái tòa nhà đó và bạn nghi ngờ cái bảo vệ đó, thì tự nhiên bạn có một cái hành vi nó sẽ rất là khác. Ok chưa? Và khi bạn có cái hành vi khác á, thì bảo vệ nó nhìn vô là nó cũng nghi bạn, và thế là nó tới nó tra xét bạn. Các bạn vô cái đó là cái hành vi là không tin vào chính mình, không tin vào người khác. Bạn không ok thì bạn nhìn chung quanh bạn cũng đều không ok. Bạn hình dung chưa? Bạn nào học được cái gì thì các bạn ghi xuống, các bạn comment xuống là các bạn học được. Em để sắp xếp em đi học chị Anh Vy. Ủa, bạn học quà chị ăn biết bạn Anh Vy hả? Bạn Anh Vy là đã học mình hết rồi. Bạn Dương Thị Tân, ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Chào con gái, đưa ba gỡ cho. Ok chưa? Đưa ba gỡ cho. Cái đây là bé Bambi nè. Ok, các bạn thấy bé Bambi không? Ok chưa? Gái Bambi đó, con gái Bambi của mình đó. Ok, con chào cô chú đi. Con uống cái gì? Con uống sữa hả? Không ba đi. Giỏi. Đưa má bầu ta. Giỏi này. Ừ đó, con gái Bambi của mình đó. Ok chưa? Bé bây giờ bé chuẩn bị đi ngủ đó. Bé ra bé lấy sữa bé uống và bé đi ngủ á. Ok. Bé Bambi được 5 tuổi mấy đó. Ok chưa? Ok chưa? Ok rồi, con chào cô chú đi, con chào cô chú đi, con chào. Con nói bằng tiếng Anh đi, good gì? Con nói bằng tiếng Anh đi. Con nói bằng tiếng Anh đi con.
Ok, cậu bye bye đi, bye bye cậu trước con đi không? Ok, bye cậu trước đi không? Ok chưa? Ok. Bé Bambi mới vừa hơn 5 tuổi một chút xíu. Vậy bây giờ bé đi ngủ đi, sáng mai bé đi học. Ok chưa? À, sáng nào mình cũng sáng mai bé Bambi sáng mai dậy chạy thể dục với mình. À, sáng nào bé cũng dậy bé chạy thể dục với mình. Và sau đó chạy thể dục vô thì bắt đầu mình chở bé đi học. Ok chưa? À, mình là ngày nào mình cũng chở bé đi học. Ok không? À, bé từ nhà mình đến trường khoảng 10 đến 15 phút. À, ok chưa? Vậy thì tiếp theo nữa là là gì à? Là phải luôn tự tin vào chính mình. À, ok chưa? Không được ngờ vào cái bản thân mình. Và cái điều gì mình làm không được thì mình phải như thế nào à? Bạn dắt sanh luyện, bé dễ thương quá thật. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bé Bambi rất là cá tính. Bé rất là ham học, bé rất là siêng học. Bé cũng rất là ham đọc sách nữa. Ok chưa? Ok chưa? Rồi. Và cái điều thứ bảy, các bạn ghi vào cái điều số 7 nữa. Có những lúc là chúng ta cần phải làm im, làm thinh. Đừng cái gì chúng ta cũng xếp vào ghi đi. Có những lúc chúng ta cần im lặng. Cứ nếu mà ai đó họ đang nói cái việc gì đó, họ đang nói sôi nổi quá, thì có những lúc chúng ta cần im lặng để chúng ta cách ly. Chứ có các bạn cái việc gì các bạn cũng xía vào thì các bạn bị quấn vào trong một cái sự vụ gì đó thì các bạn cũng trở thành nạn nhân. Mình luôn nói với các bạn rằng là nhiều lúc mình đi chơi với ai đó và mình thấy có cái sự vụ gì đó và người ta đang bàn, đặc biệt là ngồi bàn chính trị rồi sôi nổi lắm, là mình im. Nhiều lúc ngồi bàn chính trị nói sôi nổi, nói sướng miệng rồi nói tầm bậy tầm bạ. Ok chưa? Anh được mấy cháu rồi, anh Duy. Ok, mình chỉ được có một bé thôi, mình chỉ có mỗi một bé Bambi thôi. Ok chưa? Nhiều lúc cứ ngồi nói sướng miệng rồi lại là bạn trở thành nạn nhân. Thường thường mấy ông mà ông ngồi ông nói chính trị với bạn, ông nói tầm bậy tầm bạ, ông nói bú xua đó, thì lúc đó gì ạ? Mình im. Hoặc là có những ông lúc mà ông ngồi ông nói bậy, ông nói tùm lum thì mình im. Có những lúc chúng ta càng im lặng để chúng ta lắng nghe thôi, chúng ta không có bị xoáy vào cái phi vụ đó. Nhiều người cái gì chúng ta cứ gì cũng cứ xoáy vào. Ok chưa? Các bạn thấy cái hồi nãy giờ các bạn học được cái gì thì các bạn comment xuống nha, các bạn học được cái đó nha. Và các bạn hãy chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn để các bạn nhớ nha. Các bạn không chia sẻ là các bạn không có nhớ. Vì chia sẻ bạn nhớ rồi các bạn còn xem lại. Còn các bạn không chia sẻ thì các bạn đó nó là mình dạy các bạn là đôi lúc là chúng ta cần im lặng đi. Cần gì ạ? Cần phải cách ly khỏi những cuộc nói chuyện. Nhiều lúc chúng ta đứng lên chúng ta đi thì không nên. Nhưng mà trong cái cuộc nói chuyện là chúng ta không có bị xoáy vào. Còn nếu các bạn xoáy vào thì nhiều lúc các bạn trở thành nạn nhân sao? Nên là hôm nay chúng ta chia sẻ cái chủ đề là 10 bước, 10 cách để chúng ta không phải trở thành nạn nhân của một cái việc gì đó mà. Bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn chia sẻ đi. Đặc biệt là các bạn nào mới biết mình thì các bạn chia sẻ về để các bạn lưu lại, để các bạn nhớ. Để lần sau như thế nào à? Các bạn xem đi, xem lại. Những điều chia sẻ này nó ý nghĩa đối với các bạn mà. Nên nói như thế nào vậy thì vừa rồi các bạn thấy chưa? Mình chia sẻ có hữu ích không thì các bạn comment xuống, các bạn nói là những cái chia sẻ này nó rất là hữu ích, những chia sẻ này nó rất là tuyệt vời. Ok, những chia sẻ này bạn học được nhiều điều, hãy comment xuống đi các bạn ơi, comment xuống đi. Vâng, vậy thì đôi khi chúng ta phải gì phải hiểu rõ mình hơn bất kỳ ai khác. Khi chúng ta không tranh luận với người khác, không cùng tư tưởng như mình thì nên là im lặng. Trong lớp mình cũng hay chia sẻ với những bạn của mình rằng chia sẻ những cái người bạn của mình rằng những bạn nói là em đi học làm chủ về, em nói em làm chủ ai cũng cãi với em hết. Mà nói thì đơn giản, quan điểm khác nhau, tư duy khác nhau, góc nhìn khác nhau, thì họ cũng đang nói cái góc nhìn của họ. Thế là chúng ta tranh luận nhau, mà nói trong những trường hợp đó chúng ta không tranh luận. Chúng ta tranh luận là chúng ta hơn thua rồi. Cái bạn tí đô là cha là gì sao? Bạn tí đô ơi, bạn comment mình chào. Vâng, cảm ơn, chào bạn tí đô nhiều. Rất vui làm quen với bạn tí đô. Em mới coi livestream bạn hai bữa mà em học được nhiều điều quá hay thầy ạ. Cảm ơn bạn Phong Phạm. Em mua sách cho bạn Phong Phạm. Em mua sách của mình chưa? Em mua sách em về em đọc mỗi ngày em còn thay đổi nữa. Chào con cái đi. Ok, chào bạn tí đô. Bạn tí đô rất là tuyệt vời. Bạn tí đô rất là thú vị. Ok chưa? Vậy thì các bạn biết không, đôi khi chúng ta
Có nhiều bạn nói là em học về em gặp mấy đứa bạn em nói tụi nó tranh luận với em dữ quá, tụi nó nói với em nhiều thứ quá. Sao con? Sao? À, con bỏ ở trên này đi chút xíu nữa ba xong cái ba bỏ với em con nha. Đó, ừ con giỏi. Rồi, con tranh thủ vô con ngủ sớm nha. À, bye bye con. À, ok chưa? À, con cả món chi, con cả món chi. Ok. Ồ. À, chào bạn Tokyo, cảm ơn bạn, rất là vui làm quen với bạn. Chào bạn Ngọc Xuyến. Ok. Sách của thầy có bán ở siêu thị sách không thầy? Ok. Bạn muốn mua mình thì bạn cứ inbox số điện thoại cho mình. Comment số điện thoại cho mình. Ok chưa? Bạn Phạm Nguyên, rất là nhanh gọn, ngày mai sách sẽ đưa về tới nhà bạn à. Tối nào anh cũng mong đến giờ anh live stream. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Em chờ live stream của thầy. Ok. Bạn Tí Đô, rất là tuyệt vời. Vậy thì mình nói với các bạn như này. Khi mà các bạn về là hai người như thế nào ạ? Khác, khác quan điểm, khác góc nhìn, là chúng ta nói chuyện là chúng ta sẽ cãi lộn nhau ngay. À, vậy thì tốt nhất là chúng ta im lặng còn chúng ta nở nụ cười rất là tươi. Ok chưa? À, đặc biệt mà các bạn mà ở trong cái gia đình mà không có cái truyền thống làm kinh doanh á, mà bây giờ mà các bạn nói các bạn làm kinh doanh là bị cản trở quyết liệt đi. À, nên là các bạn bị cản trở quyết liệt này, nó là lúc đó chẳng lẽ chúng ta tranh luận à, mất năng lượng, mất nhục khí và các bạn tranh luận cũng không có lại đâu. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đông lắm, đồng minh, những người đó lôi khéo đồng minh á, đông lắm. Ok chưa? Bạn Nguyễn Duy Phương thức khuya vậy. Ok chưa? Chuyện nhỏ bạn Duy Phương ơi, giờ này mà khuya gì? Ok chưa? À, sáng mai mình còn dậy sớm mình chạy thể dục nữa kìa. À, nó là chuyện đó là chuyện nhỏ. Ok chưa? À, vậy thì bước thứ 8 các bạn ghi vô. Đừng bao giờ đơn độc một mình, đừng bao giờ lẻ loi một mình. Sống thì chúng ta phải luôn có cộng đồng. Ok chưa? À, đừng bao giờ lẻ loi của mình. Thầy nói chuyện hay quá. Ok, cảm ơn bạn Tí Đô nhiều. Đừng bao giờ chúng ta lẻ loi một mình. Mà nói với các bạn vậy, đừng có bao giờ đơn độc một mình. Sống luôn có đồng đội, sống luôn có bạn bè, sống luôn có người thân. Ok chưa? Mua thì cho số điện thoại đi anh, có người tư vấn cho mà. Ok, đúng rồi. Có gì đâu mà rụt rò bạn Phạm Quyền ơi. Cứ cho số điện thoại đi bạn Phạm Quyền. Không có gì phải suy nghĩ. À, nếu bạn... đừng bao giờ đơn độc một mình. Những người mà thành công là những người họ luôn có đội nhóm, họ luôn có bạn bè. Những người thất bại là những người như nào? Họ đơn độc một mình. Các bạn không nên đơn độc một mình. À, cái điều thứ 8 ghi vô, không nên đơn độc một mình. À, ok chưa? Ừ. Các bạn nên nhớ vậy. Lên luôn có đội nhóm, luôn chơi có đồng đội. Những cái lúc gì ạ? Những lúc thất bại chúng ta có người. À, chúng ta chia sẻ. Nay mới nghe thầy chia sẻ. Ok, cảm ơn bạn Ngọc Xuyến rất là nhiều. À, bạn Lý Nhân chúng thầy sức khỏe. Ok, rất là tuyệt vời. Ok dạ. Khi chúng ta thất bại để chúng ta có người chia sẻ, để những người đó họ như thế nào à? Họ chỉ cho chúng ta những cái thất bại cụ thể là chúng ta thất bại những cái gì. Còn khi chúng ta thành công thì cũng có người để chúng ta gì? Cùng nhau mừng cái vui vẻ của chúng ta. Bạn Tuấn Đoàn rất là cảm ơn em. Ngày mai các bạn sẽ gọi cho em. Và các bạn nào có hai quyển sách rồi thì mình sẽ ép các bạn vào một cái group của những người đã mua sách rồi, đã đọc sách rồi, rồi mình sẽ chia sẻ năng cao hơn. Ok chưa? Ok chưa? À, CEO của Tiki lúc đầu lập công ty cũng một mình thì sao? Em nói em vẫn chưa hiểu. Một mình làm sao lập công ty? Tức là cái lúc ban đầu ý tưởng qua một mình. Lập công ty một mình thì làm sao mà gọi là CEO được? À, bạn hiểu chưa? Lúc đầu mình cũng đi làm công ty là một mình nè. Thì một mình lúc đầu là mình phải một mình đi một chút xíu, nhưng mình phải có bè lũ chứ, mình cũng phải có bạn bè chứ. Hiểu rộng ra một chút, dùng mình chút. À, đừng cứ đi hỏi ông Steve Jobs, ông lập cũng có một mình không? Lập sao nhiều mình được? Nhưng mà xung quanh họ có những cái người bạn ủng hộ họ. Các bạn hình dung ra điều này chưa? À, luôn có những người thân, những người bạn bè, những người mà ủng hộ tầm nhìn của chúng ta, những người sẵn sàng gì à, chia sẻ với chúng ta. À, một mình làm sao mà làm được? Ôi chào bà, chào bạn Anh Nguyễn. Ok chưa? À, những người một mình, nếu mà chúng ta chấp nhận sống một mình thì chúng ta ra ngoài đảo hoang chúng ta sống đi, ra làm kinh doanh mà một mình thì làm sao làm kinh doanh? À, các bạn hình dung chưa? Kinh doanh là chúng ta cần phải có khách hàng, kinh doanh là chúng ta cần phải có đối tác, kinh doanh chúng ta cần phải đi xin, thì làm một mình làm sao mà làm? Ok chưa?
hình dung ra điều này chưa? Ok chưa? Vậy thì hãy luôn xây dựng cho mình đội nhóm. À, ok chưa? Bạn Hậu Đặng thì ngày mai các em nó sẽ đưa em cái link và em ép vào cái group đó nha. Ok không? À, cảm ơn bạn Hậu Đặng rất là nhiều. Chào bạn Đại Lý Thanh Xuân, bạn đã mua cho mình hai cái quyển sách chưa? Chưa mua thì bạn comment xuống bạn mua đi á. Ok chưa? À, em xin hỏi giá hai quyển sách. Ok, ngày mai các em nó gọi cho có 210 cá mà, có gì đâu phải suy nghĩ nhiều. Có 210.000 à, free ship tới nhà bạn luôn. Ok chưa? Nên không cần phải suy nghĩ nhiều. À, bạn Phương nói là thấm cái câu số 8. Ok chưa? Đúng rồi. Nếu chúng ta thiếu bè lũ, chúng ta thiếu đội nhóm thì chúng ta như thế nào ạ? À? Chúng ta đơn độc và chúng ta trở nên người nguy hiểm lắm. Những người đơn độc là những người rất là nguy hiểm. À, bởi vì họ thiếu cái sự chia sẻ. À, họ thiếu cái sự thông cảm. Họ thiếu những cái góp ý. Những người đơn độc là những người nguy hiểm vô cùng. Ok, bạn Nguyễn Văn Ý, em chưa có link. Ngày mai các em nó sẽ đưa link cho em. Ok chưa? À, cảm ơn bạn rất là nhiều. Ok chưa? À, thứ 9, các bạn ghi thứ 9. Ok chưa? Đừng có chê bai, tức là luôn tự tin vào những cái khuyết điểm của mình. À, luôn tự tin vào khuyết điểm của mình. Em đăng ký hai quyển sách nhà thầy. Bạn Phú Lê, cho mình số điện thoại đi bạn Phú Lê, rất là tuyệt vời. Ngày mai các em sẽ giao cho em. À, và sẽ add em vào đó. Ok chưa? À, mình nói với các bạn nó như vậy, luôn tự tin vào khuyết điểm của mình. Mình là điển hình, mình là người nói cà lâm nha các bạn. Mình là người nói cà lâm. Ngay từ giỏ là mình là người nói cà lâm. Em chưa mua sách rồi mà em chưa có link ạ. Em chưa có link thì em ghi đó, ngày mai các em sẽ đưa link cho em. À, à, mình là người nói cà lâm. Mình là người nói cà lâm từ nhỏ. À, ok chưa? Và các bạn thấy mình vẫn livestream bình thường. À, và thỉnh thoảng mình livestream các bạn nghe mình nói cà lâm không? Mình vẫn cà lâm. Và hồi kia mình mới đứng lớp mình cà lâm kinh khủng luôn. À, tuy nhiên sau này mình mới phát hiện ra, à, hóa ra cà lâm lại là điểm mạnh của mình. Vì sao gọi là điểm mạnh? Có cái ông nào đứng lớp nói cà lâm đâu, cứ một mình đứng lớp mình nói cà lâm mạnh. Nhưng đôi khi mình nói cà lâm á nên cả lớp nó cười luôn, vui lắm. Ok. À, bạn Hà Thu, em cũng chưa có link. Ok. Ngày mai các bạn sẽ đưa link cho em. Và bạn nào có sách rồi thì mới vào được link. Bởi vì còn yêu cầu chứng minh nữa. Không có sách thì không có trả lời được những cái câu hỏi đó. Ok chưa? Nên là không có vào được. Em muốn mua hai quyển. Ok, ngày mai sẽ có người giao cho em nha. Bạn Phạm Thị Yến. Ok chưa? Cảm ơn bạn Phạm Thị Yến rất là nhiều. Cái tiếp theo mà nói với các bạn nè, là chúng ta phải luôn tự tin vào các khuyết điểm của mình, bản thân mình nè. À, và đôi khi cái khuyết điểm của mình nó lại là gì? Nó lại là cái niềm vui. À, đôi khi mình nói gì à? Mình nói cà lâm trong lớp. Ok chưa? À, mình nói cà lâm trong lớp thì nó như thế nào à? Nó mọi người lại cười. À, những lúc nó gay cắn cái mình nói cà lâm cái mọi người lại cười. Và mọi người lại là cười. Lúc trước thầy cà lâm hơn bây giờ. Giờ thầy nói chuyện trôi chảy lắm luôn nè. Ok, cảm ơn bạn Như Phúc rất là nhiều. Bạn Như Phúc á, bạn Nguyễn Như Phúc là học mình cách đây 4 năm trước á các bạn. 3 năm, 4 năm trước á. Lúc đó mình nói cà lâm kinh khủng luôn. Bây giờ mình hay nói hoài, mình livestream hoài nên mình đỡ cà lâm. Ok chưa? Ok, mình cà lâm quá trời. Thì bây giờ sau này mình phát hiện ra, à, hóa ra cái cà lâm nó lại là cái điểm mạnh của mình. Tại vì sao ạ? Có cái ông nào đứng lớp nói cà lâm đâu mà mình nói cà lâm, nên hóa ra người ta dễ nhớ mình hơn. À, mình cà lâm hơn. À, các bạn hơn chưa? Nó là đôi khi cái khuyết điểm của mình lại là cái điểm mạnh của mình. Hoặc là mình ví dụ đi, à, có một bạn Phát á. Phát đâu Phát? Phát ơi, Phát ơi, em có xem này không? Em comment lên cho mọi người biết em Phát rồi. À, bạn Phát là bạn 23 tuổi rồi mà bạn thấp lắm. Bạn rất là thấp. Mà ai mà không biết á, nhìn bạn tưởng bạn mới có đâu khoảng lớp, tức là bạn Phát bạn cao bằng Bambi của mình. À, bạn Phát á, Phát ơi, em có đang xem livestream không? Em comment cho mọi người biết đi Phát ơi. Và tức là bạn không có được cao á, bạn bị lùn á. À, thực sự là năm nay bạn 23 tuổi rồi mà các bạn thấy hồi nãy cái Bambi của mình không? Bạn cao đâu khoảng hơn Bambi của mình một chút xíu á. Phát ơi, em comment đi. À, để mọi người luôn biết em. À, tuy nhiên
bạn biết rằng bạn thấp, bạn không có cao, nhưng mà bạn luôn rất là tự tin. Phát luôn rất là tự tin. Và chính vì phát tự tin đó, nó là cái điểm yếu của bạn, nó trở thành cái điểm mạnh của bạn. Nó là nếu mà phát mà em tự tin hơn nữa thì em sẽ bán hàng rất là dễ. Bởi vì sao mọi người biết em như vậy nên mọi người rất là dễ ủng hộ em. Và đó là lý do mà điểm mạnh của em. Phát ơi, em đâu rồi, sẽ em không comment lên phát. Cái đó là cái điểm mạnh của em mà. Nếu mà em không chịu comment thì rõ ràng là em đang không tự tin vào cái điểm khuyết điểm của em rồi. Chúng ta đang học cái bài số 9 này là chúng ta phải tự tin vào cái khuyết điểm của mình. Ok chưa? Hồi nãy mình thấy có bạn phát mới lên á. Và sao không thấy bạn comment gì hết? Ok chưa? Bạn gì đây? Bạn chào thầy, mình ở thành phố Bắc Giang, mình chào tất cả mọi người luôn. Ở thành phố Bắc Giang mà giờ này có thể phát đang không xem. Có, hồi nãy mình có thấy phát lên đó. Chắc bạn đang có việc, ok chưa? Hồi nãy mình có thấy phát lên đó, ok chưa? Nó là phát mà em mà comment lên, nghĩa là mọi người rất là ủng hộ em á phát rồi. Mọi người rất là tự tin em, bởi vì đó là cái điểm mạnh của em chứ không phải là cái điểm yếu của em đâu. Em phải nhớ đó. Và nếu mà em tận dụng đó thì em sẽ bán hàng đó. Các bạn thấy bạn phát mới rồi đây này, Nguyễn Tấn Phát đó, các bạn thấy em đây thầy ơi, đó đúng rồi. Các bạn chưa, các bạn kết bạn làm quen với bạn phát đi đó. Các bạn thấy phát vừa mới comment đó, ok chưa? Và các bạn comment và phát rất là tuyệt vời, ok chưa? Và các bạn biết phát 23 tuổi đó, phát rất là bản lĩnh. Phát hiện tại đang bán chả cá, mới cách đây mấy ngày bạn giao chả cá tới nhà mình nè. Ok chưa? Các bạn kết nối với bạn phát, bạn rất là bản lĩnh, bạn rất là tuyệt vời. Và các bạn ủng hộ bạn phát đi. Vâng, và bây giờ là điều thứ 10. Trước khi mình nói tới điều thứ 10 thì mình nói chủ đề ngày mai. Ngày mai không được, mình nói chủ đề thứ 6, ngày mai mình đứng lớp về trễ lắm. Mình nói ngày thứ 6. Ok chưa? Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ cái chủ đề ngày thứ 6 mình nói về cái gì chưa? Các bạn có sẵn sàng chưa? Các bạn sẵn sàng rồi, các bạn comment xuống. Và các bạn nào chưa chia sẻ cái livestream của mình thì tranh thủ chia sẻ đi. Các bạn tranh thủ chia sẻ đi. Có một số bạn chưa chia sẻ, tại sao bạn chưa chia sẻ nhỉ? Vâng, và bây giờ các bạn ghi vào cái chủ đề này, ghi vào. Ghi lên comment luôn để mọi người vô sau nhớ. Các bạn cũng nhớ luôn. Cái chủ đề còn dài mà, tại sao các bạn lại mới bây giờ mà các bạn lại lo đi ngủ rồi, mình còn livestream mà tại sao các bạn lo đi ngủ rồi? Ok chưa? Vâng. Các bạn ghi nè. Ghi nè. 10 cách để chúng ta giữ mình luôn đi đúng hướng. Thứ 6 mình sẽ livestream cho các bạn. Bạn Ánh Nguyên, em mua 2 quyển sách. Ok. Ghi nè, 10 cách để chúng ta giữ mình luôn đi đúng hướng. Ok chưa? Dạ em rất mạnh. Ok, đúng rồi phát, hiện tại em đang rất là mạnh. Ghi vô các bạn, ghi vô. 10 cách để giữ mình luôn đi đúng hướng. Tối thứ 6 mình sẽ chia sẻ cái chủ đề này. 10 cách để chúng ta giữ mình luôn đi đúng hướng. Và 9:30 ngày thứ 6 buổi tối, ok, mình sẽ chia sẻ bạn chủ đề livestream 10 cách để giữ mình đi đúng hướng. Ok chưa? Và các bạn có sẵn sàng xem không đó? Và nhớ khi xem là phải lôi bạn bè mình vô xem nha các bạn ơi. Chứ các bạn đừng có xem một mình. Nếu mà có vợ con thì kêu vợ con xem. Nếu mà có người yêu thì kêu người yêu xem. Và nếu có bạn thì kêu bạn xem. Đừng có xem một mình. Vừa xem và chúng ta cùng có người thảo luận, để chúng ta cùng học thì nó hay hơn. Đừng có bao giờ mà xem một mình hết. Ok chưa? Làm gì chúng ta cũng có đồng đội. Và còn nhiều bạn lắm, các bạn chưa chia sẻ cái livestream này về nhà bạn. Tại sao các bạn không chia sẻ cái livestream này về nhà bạn đi? Nhanh lên các bạn, hãy chia sẻ livestream này về nhà bạn. Ghi vô 10 cách để giữ mình luôn đi đúng hướng. Các bạn thấy điều này tuyệt vời mà. Tuyệt vời thì các bạn comment xuống, các bạn nói chủ đề này quá tuyệt vời. Các bạn nói chủ đề này quá hay. Và các bạn comment xuống 21:30 tối thứ 6 sẽ xem tiếp livestream này. Ok chưa? Bây giờ chúng ta quay lại chủ đề chính. Đó là gì ạ? Số 10. Ok chưa? Số 10. Số 10 là mình đừng có tự nghĩ và đừng có tự tiên tri. Đừng có tự nghĩ và đừng có tự làm cái nhà tiên tri. Ghi vô số 10. Đừng có tự nghĩ và đừng có tự làm nhà tiên tri. Có nhiều người á, họ cứ họ tự nghĩ và họ cứ tự làm cho họ là cái nhà tiên tri. Ok chưa?
Họ cứ tự nghĩ và họ cứ tự làm cho là nhà tiên tri. Ví dụ như là họ nghĩ rằng người kia đang ghét họ lắm, hoặc là họ nghĩ rằng cái ông bảo vệ cái ông không thích mình. Các bạn thấy chưa? Đúng rồi, chủ đề tôi thứ sáu là hay lắm. Các bạn phải xem rủ bạn bè mình, rủ anh chị em của mình tối thứ sáu cùng xem. Các bạn hình dung chưa? Đừng có xem một mình, xem một mình nó không có vui, xem nhiều người nó mới vui. Chủ đề thứ 10, chủ đề của hôm nay thứ 10 là đừng có tự tiên tri và đừng có tự tiên đoán. Cái tự tiên tri, cái tự tiên đoán là chúng ta có luôn vậy, nghĩ rằng là ông kia ông đang ghét mình, nghĩ rằng ông kia ông không thích mình, hoặc là nghĩ rằng cái người kia sẽ là khách hàng của mình. Chúng ta cứ nghĩ như vậy là chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ thất vọng. Chúng ta cứ làm và thực tế nó xảy ra. Ok chưa? Hello mọi người, em là Tí Hon, thầy đặt em là Tí Khoai Lang đây. Đúng rồi, trước kia em định kinh doanh khoai lang. Ok, bạn Tí mới vừa xuất hiện và làm quen với mọi người đó. Ok chưa? Chào bạn Thiên Miên. Ok, rất là cảm ơn bạn Thiên Miên, bạn cảm ơn bạn rất là nhiều. Ok chưa? Chúng ta đừng có gì đừng có, chúng ta hãy từ thực tế. Ok, chúng ta hãy là thực tế, chúng ta đừng có bao giờ mà nghĩ rằng là người này nghĩ mình như vậy, người kia nghĩ mình như kia, người nọ nghĩ mình như nọ. Thực sự người ta chả rảnh, người ta không có rảnh để người ta nghĩ về bạn đâu, người ta cũng chả rảnh để người ta phán xét về bạn đâu. Người ta lo cuộc đời bạn còn không sống, người ta rảnh đâu người ta đi phán xét bạn. Mà bạn cứ nghĩ rằng là người ta sẽ nghĩ mình, người ta nghĩ kia, đó là làm cho mình ảo tưởng. Chúng ta hãy làm trên chính cái hành động của mình, chúng ta hãy thực tế làm những việc, ok chưa? Mà chúng ta cần làm thôi. Chúng ta thấy điều đó rất là tự tế, chúng ta thấy điều đó rất là đàng hoàng, chúng ta thấy điều đó rất là thanh lịch, chúng ta thấy điều đó rất là hoàn hảo, thì chúng ta làm thôi. Chúng ta đừng cứ nghĩ rằng là người ta ghét mình. Và nếu mà người ta cứ ghét mình thật sự thì chúng ta tới chúng ta làm hòa với họ chứ có gì đâu. Cuộc sống mà, cuộc sống mà, ok chưa? Nếu lợi ích là trên hết, ok chưa? Các bạn nên nhớ nè, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn. Người ta ghét mình, nhưng mà khi người ta tới gì mình làm quen với người ta và mình đưa lợi ích đến người ta thì từ người ta hết ghét mình. Các bạn hình dung chưa? Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn. Các bạn ghi vô, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn. Ghi vô, ok chưa? Lợi ích với nhau là như thế nào, làm mọi người như thế nào, làm mọi người hết bỏ thù liền, quay lại chơi với nhau liền. Các bạn có hình dung chưa? Cùng nhau hợp tác với nhau liền, chứ có cái gì đâu. Nó là chúng ta nói như thế nào gia đình nhớ nhé. 21:60 chúng ta có cái chủ đề văn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Các bạn nên nhớ vậy. Và các bạn hãy nhớ nó như vậy này. Chúng ta hãy làm và từng bước chúng ta tiến về phía trước. Khả năng tới đâu thì làm đến đó. Đừng có mà ảo tưởng nhiều rồi lại biến mình trở thành nạn nhân. Các bạn hình dung chưa? Đừng có ảo tưởng nhiều. Có nhiều người cứ ảo tưởng quá rồi ăn to nó lớn quá, rồi cuối cùng nó như thế nào? Không có đạt được. Cứ làm từng chút một, làm từng chút một, làm từng chút một, lượng vào sức mình. Nếu mình khỏe thì mình đi nhanh, còn mình nói như thế nào mình không khỏe thì mình đi từ từ. Miễn là cuối cùng chúng ta đạt được mục tiêu cuộc đời mình. Sáng nay, hồi sáng nào các bạn vào Facebook của mình, các bạn có thấy mà mình tích lên một câu, ok chưa? Mình nói rằng là người giỏi nhất là người luôn biết cách làm những việc để chúng ta đi về phía trước, làm cho cuộc đời chúng ta tốt hơn. Đó là những người giỏi. Chứ không phải là những người giỏi là những người biết nhiều, những người giỏi là những người học nhiều. Không phải. Những người giỏi là những người luôn đi về phía trước và làm cho cuộc đời của mình nó càng ngày nó càng hoàn hảo hơn. Đó mới gọi là người giỏi. Còn cái người gì mà khoe khoang mình biết nhiều, khoe khoang mình học nhiều, khoe khoang mình có nhiều bằng cấp nhiều mà cuộc đời thì nó rất là tệ, thì những người đó là họ rất là tệ. Họ là nạn nhân cho việc tự hào cái vỏ phía bên ngoài. Các bạn hình dung chưa? Nó là cái câu chia sẻ này
cũng kết thúc cái chủ đề tối hôm nay. Các bạn, mình rất là vui làm quen với các bạn tối hôm nay, lần đầu tiên biết mình. Và các bạn hãy comment xuất bản làm quen của mình. Bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này thì hãy tranh thủ chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn để bạn nhớ, bạn xem lại lần 2, lần 3 thì bạn mới nhớ vào trong đầu của mình. Các bạn không chia sẻ thì làm sao mà các bạn nhớ được. Hãy tranh thủ chia sẻ về nhà mình ngay. Ok chưa? Và tối thứ 6, nhớ chủ đề của tối thứ 6 nhé. 10 cách để giữ mình luôn đi đúng hướng, đừng có chệch mục tiêu. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tối hôm nay chúng ta ngủ ngon. Bạn hộp quà tri ân, bạn lần đầu tiên biết mình thì bạn hãy nhớ mua 2 quyển sách của mình đọc đi nhé. Và bây giờ chúng ta cũng đã khuya rồi. Bây giờ 11:15 rồi. Nên là chúc các bạn ngủ ngon, chúc các bạn ngủ một giấc vô cùng ngon. Tối hôm nay các bạn mơ một giấc mơ đẹp vô cùng. Và ngày mai các bạn nhớ dậy sớm nha. Nhớ dậy sớm tập thể dục cho mình nha. Mình sáng nào mình cũng dậy sớm tập thể dục hết. Và ngày mai nhớ lên Facebook của mình đọc bài viết về kinh doanh của mình trên Facebook nhé. Các bạn nhớ nhé, hãy kết bạn với mình và đọc những bài viết của mình trên Facebook. Bạn nào các bạn không được thì bạn bấm vào nút follow và chọn xem trước nhé. Ok nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn, chào Phát nha. Bye bye.